từng bước xử lý tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của mình từ gốc rễ luôn à, từ gốc rễ của vấn đề. Thế nên là ở những cái chiến lược đầu tiên trong những cái ngày đầu tiên như thế này, chúng ta sẽ cùng nhau à, cùng nhau thay đổi được cái tư duy của mình và cùng nhau cập nhật tất cả những cái tư duy cùng nhau gì ạ à, gỡ bỏ y tất cả những cái niềm tin cũ để mình tái thiết lập lại cái bản tài chính gốc trong tâm thức của mình mình tái thiết lập lại cái gì ạ? Cái nhiệt kế bên trong tâm trí của mình, nhiệt kế của chúng ta là nhiệt kế con số hàng trăm. Bây giờ chúng ta đưa lên con số hàng hàng triệu, hàng triệu rồi chúng ta đưa lên hàng tỷ, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện nghiêm túc kỷ luật trong vòng 21 ngày. Bởi vì kỷ luật mới là sức mạnh. Anh chị em chúng ta đi đến tất cả những cái doanh trại của bộ đội chúng ta thường nhìn thấy những cái câu khẩu lành màu đỏ trừ rất là lớn chữ viết hoa rất là đẹp rất là lớn kỷ luật là sức mạnh đúng không ạ cả một tập thể nếu như chúng ta không có cái đức tính kỷ luật thì không một cái môi trường rất là ô hợp một cái môi trường chưa được chất lượng thì bản thân chúng ta sẽ chưa dễ dàng để mình thành công thế nên với người thành công họ rất là kỷ luật đúng không ạ họ kỷ luật họ chỉnh chu họ rất là tỉ mỉ thế nên là gì ạ à, chúng ta muốn thành công về tài chính thì chúng ta thay đổi cái tư duy về tài chính đúng không ạ mình muốn thành công về à, mối quan hệ hòa hợp thì mình thay đổi tư duy về mối quan hệ hòa hợp mình muốn gia đình hạnh phúc thì mình thay đổi cái tư duy về à, gia đình hạnh phúc bây giờ mình đang tập trung vào để mình thay đổi cái à, con số lợi nhuận của mình đó là dòng tiền hàng tháng thì mình cần phải thay đổi tư duy về tài chính đúng không ạ thì hôm qua chúng ta đã có một cái một cái lý do đầu tiên khi chúng ta hiểu được lý do này nguyên nhân này rồi chúng ta sẽ làm liền, làm đúng, làm nghiêm túc và làm trong dài hạn. Đó là tư duy đầu tiên là chúng ta cần phải tập trung vào ăn mừng thành công. À, ăn mừng thành công của mình, của bản mình. Chúng ta ăn mừng ở trên dung, chúng ta ăn mừng vào trong quyển sổ thành công của mình. Đúng không ạ? Để cho cái nào bồ của mình, tất cả những cái nơ thần kinh nào bồ của mình phải tập trung vào thành công. Thì chúng ta tập trung vào cái gì nhiều nhất thì cả đó mới đến với mình. Đúng không ạ? Thế nên là với cái tư duy thứ hai mà hôm qua phương cũng đã chia sẻ rồi. À đó chính là giờ chúng ta hãy à, chúng ta hãy thay đổi cái bộ tư duy gốc rễ của mình. Đúng không ạ? Thay đổi lại cái bộ tư duy gốc rễ của mình, muốn có kết quả mới thì chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ mới, muốn có một cái à, muốn có một cái vườn cây ăn trái mới thì chúng ta cần phải thay đổi cái gốc rễ của cây đó. Thay đổi gốc rễ đồng nghĩa là chúng ta thay đổi hoàn toàn cái cây đó, đúng không ạ? đó chăm sóc tưới tiêu à, bảo vệ cho cái cây đó nó tốt hơn và con người của mình cũng thế hôm nay mình muốn có kết quả lớn con số lớn dòng tiền lớn thu nhập lớn tổng tài sản lớn thì tất cả những cái lớn lao đó mình cần phải nâng cao cái giá trị nội tại của mình lên bằng cái con số mà mình mong đợi đúng không ạ mình muốn con số là hàng trăm thì mình chỉ có là khả năng năng lực của mình phải hàng trăm mà thôi tư duy gốc rễ của mình, sư hiệu biệt của mình mới là con số hàng trăm mà thôi. Đó, mình muốn đưa con số của mình lên hàng tỷ thì tư duy trí tuệ, sư hiệu biệt của mình phải là lên mức hàng tỷ. Chúng ta cứ hiểu nôm na giống như việc mà mình đang là cái bằng cấp của mình đang là bằng cấp gì thì chúng ta hưởng đúng mức lương chính xác với cái bằng cấp đó, đúng không ạ? Đại học, cao đẳng, trung cấp. Đó, thì nó chính xác với từng bậc lương một khả năng năng lực của mình nó cũng y chang như thế à, vậy nên là phương chỉ có ôn tập sơ qua một chút cái hai cái lý do thôi à, việc của anh chị em mình là chúng ta hãy ra soát lại hãy học lại đúng không hãy đọc lại để cho mình nhớ hơn những kiến thức nữa vậy thì tối hôm nay phương chia sẻ với chúng ta thêm à, những cái lý do những cái lý do hay chị nói đúng hơn là những cái nguyên nhân chúng ta cần phải thay đổi đó chính là gì ạ cái tư duy cái nguyên nhân tiếp theo mà chúng ta chưa biết đó chính là do chúng ta chưa tập trung vào những cái tư duy hỗ trợ cho sự giàu có à chúng ta chưa tập trung vào những tư duy hỗ trợ cho sự giàu có anh chị em chúng ta ghi nha Phương nói cho mình tí chúng ta ghi bởi vì bài cũng à, bài rất là dài thế nên là nếu như mà Phương chia sẻ ở cái bảng thì chắc có lẽ là cái tiến độ chúng ta đi hơi, hơi chưa được nhanh thế nên Phương nói anh chị em chúng ta tập trung để mình ghi À, sau đó chúng ta nhận lại cái video từ bản mình phương đã ghi trực tiếp rồi chúng ta có thể ghi từng câu từng chữ lại sau ha rồi cái tư duy thứ ba đó chính là do chúng ta chưa tập trung vào tư duy hỗ trợ cho sự giàu có bởi vì với người thành công thì họ sẽ tập trung vào kết quả đúng không ạ tập trung vào kết quả mà thôi đó tập trung vào vào điều mình muốn tập trung vào kết quả vậy thì khi mà mình đang tập trung để mình gia tăng cái dòng tiền, gia tăng lời nhuận của mình lên thì mình cần phải tập trung hoàn toàn cái suy nghĩ, lời nói, tư duy, hành động của mình để mình hỗ trợ cho cái mục tiêu của mình. Thế nên là à, ở cái tư duy hỗ trợ cho sự giàu có thì chúng ta sẽ có hai loại tư duy. À, chúng ta sẽ có hai loại tư duy ha. Một là tư duy rất tích cực nhưng không hỗ trợ cho sự giàu có. tư duy rất tích cực nhưng không hỗ trợ cho sự giàu có không hỗ trợ cho sự giàu có thành công về tài chính của mình và một là tư duy thứ hai đó là tư duy hỗ trợ cho sự giàu có Rồi xin cảm ơn à, doanh nhân Bích Bùi Thu à, chúng ta đã nói ý ở trên khung chat để cho những anh chị em mình ghi chưa kịp ấy mình có thể nhìn mình nói lại. Đó. Như vậy là chúng ta có hai loại tư duy nha và à, hai loại tư duy cũng đồng nghĩa cho chúng ta hai sự lựa chọn. Một là tư duy tích cực nhưng nó không hỗ trợ cho sự giàu có của mình. Hai là tư duy tích cực hỗ trợ cho sự giàu có của mình. Đồng nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn một là à, tư trường năng lượng tích cực hai là tư tưởng năng lượng hỗ trợ thẳng cho sự thành công của mình luôn đó đó là hai sự lựa chọn và đương nhiên hai sự lựa chọn sẽ cho chúng ta hai kết quả khác nhau về bây giờ phương sẽ à, tập trung phương chia sẻ cho chúng ta thêm ở cái tư duy tích cực thương chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta thường đang tập trung vào những cái tư duy hỗ trợ tư duy tích cực nhưng không hỗ trợ cho sự giàu có đúng không ạ chúng ta cần phải phân biệt rõ hai tư duy này nghe thì có vẻ rất là giống nhau, đúng không ạ? Nhưng khi mình phân tích sâu mình sẽ hiểu rõ là ở cái tư duy tích cực, mặc dù nó rất tích cực nhưng nó không hỗ trợ cho mục tiêu của mình, không hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình. Thế nên là phương ví dụ như ha, à, chúng ta thường nghe là à, bố mẹ mình hoặc những người yêu thương mình hoặc những người mà chúng ta quen biết, Đó, chúng ta thường nghe là à, con ở nhà mình nghèo lắm. Đúng không ạ nợ nhiều lắm ví dụ như mỗi lần con xin tiền hoặc mỗi lần à, anh chị em bạn bè gì mượn tiền thì chúng ta nói mình có tiền đâu làm được bao nhiêu thì hết bấy nhiêu đúng không ạ à, làm được đông nào thì trả nợ trả nợ ngân hàng rồi trả nợ mua xe trả nợ trả góp đủ các kiểu có tiền dư ra đâu mà cho mà mượn đúng không ạ chúng ta có à, chúng ta có bao giờ đã nghe những cái tư duy như thế này chưa ạ à, chúng ta nghe chưa nếu như chúng ta nghe rồi thì chúng ta comment cho Phương là đã nghe rồi. <laughs> hoặc là chính xác. Ồ, nghe nhiều luôn rồi hả? ừ, <laughs> nghe nhiều rồi luôn rồi. Rồi, rất là rất là chưa tuyệt vời lắm hả? Như vậy thì, à hoặc là cái tư duy là học cho giỏi đi. Kiếm một cái công việc ổn định để hưởng lương hưu để về già có đồng lương hưu chúng ta đã nghe chưa ạ giờ rồi cảm ơn chị Nguyễn Huy nha đã nghe rồi nghe nhiều rồi nghe đi nghe lại nữa rồi à, rồi rồi có cái tư duy như thế này nữa anh chị em mình nè ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục cũng ao nhà vẫn hơn chúng ta đã nghe chưa ạ nếu như nghe rồi chúng ta cười à chúng cười không cần comment là chúng ta cười là được hả À, mình phải thay đổi trạng thái năng lượng nha. Nghe rồi. Hoặc là gì ạ? À, ta về làm vua xứ mù. Chúng ta đã bao giờ nghe chưa ạ? <laughs> à, nghe ra gì thảo nghe ra chắc là nghe nhiều rồi cho nên là ở cười với gật đầu liên tục chính xác luôn nè à? những cái tư duy những cái câu tục ngữ mà anh chị em mình thấy không ạ à? nó rất là tích cực luôn đó, nó rất là tích cực tích cực lý do bởi vì sao ạ à? bởi vì đó là những cái lời đồng viên những cái lời khích lệ những cái lời an ủi để cho mình đâu đó à, những cái lúc mà mình à, chưa được thoải mái có thể là những cái lúc mà mình à, công việc chưa được thành công như mình muốn đấy sao ạ để làm cho mình à, có một cái tinh thần có một cái động lực hơn để mình làm việc tiếp mình chiến đấu tiếp đúng không ạ nhưng chính cái tư duy này đó, chính cái tư duy này thì nó sẽ gì ạ làm cho mình cứ dập dìu dập dìu cái kết quả của mình nó không bứt phá được có phải không ạ? Ví dụ như à, mình à, nghe bố mẹ mình bảo là đáng lẽ là mình đi mình vào Sài Gòn mình làm việc. Nhưng bố mẹ bạn là vào Sài Gòn đóng người lắm cuộc sống rất là chật vật khói bùi rất là nhiều người đông đúc đi đường thì tắt đường liên tục đừng vào nữa. Ở nhà đi ta về ta tắm áo ta. Đúng không ạ? Dù trong dù đục áo nhà vẫn hơn ở nhà mình thoải mái. Sáng dậy hít thở không khí trong lành. Thế thì sao ạ? Niềm tin của mình nghĩ là ơ ừ, bố mẹ mình nói đúng thế là mình mình, mình tụt tụt hứng đúng không ạ niềm tin của mình tin thế là mình không đi nữa ở, ở nhà đi ở nhà để làm việc ở nhà để kinh doanh thế thì theo anh chị em mình là kinh doanh mà ở à, quy mô thôn xóm à, phường xã làng thì theo anh chị em chúng ta quy mô mình có phát triển được không chắc chắn là không rồi không bằng thành phố rồi đúng không ạ đó. Và cái việc học tập phát triển bản thân của mình cũng không có môi trường. Ngày xưa khi Phương quyết định vào Sài Gòn đó chính là gì ạ? Bởi vì à, Tài Việt Lê Đức đi vào trước, nhưng mà khi Phương và à, con trai của Phương, con gái của Phương là hè nghỉ dạy thì mình mới vào chơi. Thì khi mình vào thì mình được đi học các cái khóa khóa học tập phát triển bản thân đấy ở quê mình không có những cái khóa học phát triển bản thân như thế ngày đó mình vào ở trong Sài Gòn mình đưa hai thiên tài của mình ấy, đi học cái lớp học của Phạm Phung Phóng ấy Nguyễn Phung Phóng ấy mình đi học mình này ở Sài Gòn sướng quá được học được học mà học miễn phí nữa đúng không ạ nếu như mình muốn học chuyên sâu thì mình đóng tiền vào mình học thì mình thấy đi học rất là tốt mình đặt cho mình một cái mục tiêu là mình phải học giỏi những cái khóa này để mình về ở quê mình mở ra một cái trung tâm mình mở ra những cái chương trình để mình đào tạo mình chia sẻ mình hỗ trợ cho những người à, ở quê mình à, lúc đó phương học mới cảm thấy thích quá phương nuôi một cái à, một cái mục tiêu lớn như thế luôn nhưng mà sao ạ à? Sao phương đi học tiếp phương cứ đi học tiếp thì phương nghĩ là nếu như có mở ở quê bao nhiêu trung tâm đi chăng nữa nhưng mà con chúng ta học của giỏi bao nhiêu đi chăng nữa nhưng vẫn cứ kinh doanh ở thôn xóm lạ phương mà thôi không có bứt phá lên được chính những cái tư duy đó làm cho mình không những mà triệt tiêu động lực đúng không ạ mà làm cho cái kết quả của mình nó cứ dập dìu dập dìu ở cái chỗ đó mãi không bứt phá lên được không nỗ lực bứt phá bản thân mình cũng không nỗ lực để mình mình phát huy cái thế mạnh bên trong của mình cũng không phát triển được cái khả năng năng lực sáng tạo của mình cũng không phát triển được cho mình cho gia đình mình cho con của mình thế nên là khi mình vào ở những cái thành phố lớn đời ban việc là gì ạ? Đợt giống như 2 năm vừa rồi, 3 năm vừa rồi dịch đấy, bố mẹ là điện thoại này thôi con ơi về đi. Về quê cho an toàn. À, là tiếp tục ban lui, đúng không ạ? Không bao giờ mình về ha, bởi vì mình sống ở ở, ở thành phố năng động mình quen rồi. À, con người mình bắt buộc phải nhanh bắt buộc phải gì ạ? Phải hối hả, bắt buộc phải gì ạ? Mình phải gia tăng cái năng lực kiếm tiền của mình lên. Chứ mình không cho phép bản thân mình là gì ạ? Sống dưới khả năng của mình sống những cái mức là an phần thế nên là à với những cái tư duy mà phương vừa mới chia sẻ với toàn thể anh chị em mình nhận nó rất là tích cực nhưng nó không hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình bởi vì sự thành công giàu có của mình thì nó phải cần dự liệu là một thôi một hướng thôi đúng không ạ một là tốt hai là chưa tốt một là thành công hai là nghèo một là gì hạnh phúc hai là là bất thành mà thôi chứ nó không bao giờ tồn tại hai trạng thái hai cái trường phải trong một nào bù của mình đúng không ạ? Một là chúng ta lựa chọn đi tiếp, hai là chúng ta lựa chọn dừng lại. Một là chúng ta lựa chọn phát triển, hai là chúng ta lựa chọn gì ạ? À, thoái lui. Đó, hai là lựa chọn sự gì ạ? À, sự thoái lui hoặc là lui tàn Chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Thế nên là gì ạ với những cái tư duy tích cực, phương chia sẻ với anh chị em mình để cho đâu đó anh chị em chúng ta rất là nhiều những cái tư duy tích cực rất là tích cực mà chúng ta đã nghe nữa kìa nhưng mà sao ạ à chúng ta khi mình hiểu rồi mình phân biệt rõ rồi mình cần phải cần phải thay đổi hoàn toàn đúng không ạ thì ngoài những cái tư duy mà phương vừa mới chia sẻ cho anh chị em mình đấy thì chúng ta còn có những cái tư duy gì nữa chúng ta có thể comment ở khung chat cho phương được biết không ạ những cái tư duy gì mà mình cảm thấy rất là tích cực ấy nhưng mà nó chưa hỗ trợ nó chưa hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình Chúng ta có thể comment giúp phương ở trên khung chat để mình cùng nhau à, à cùng nhau hệ thống lại những cái tư duy này, sau đó chúng ta sẽ có một cái bài tập ha. À thất bại là mẹ của thành công. Rồi rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn doanh à, nhân mình, Mỹ Lan ha. Thất bại là mẹ của thành công đó là một cái tư duy mà gì ạ? À đó chính là một cái tư duy mà khi khi mình chưa có cái kiến thức chưa có cái sự hiểu biết mình lao ra mình làm việc mình kinh doanh đâu đó mình vấp ngã mình thất bại rồi được sự đồng viên của người nhà người thân mình là không sao đâu con thành công là nó phải trải qua thất bại đúng không ạ đó nhưng mà chính vì cái tư duy đó nó làm cho mình tin tưởng vào điều đó anh chị em mình có biết không ạ chính đa triệu phú đô la robert kiyosaki ông đã tin tưởng vào cái điều đó bởi vì ông có một người bố mà ông gọi là người bố của ông là người bố nghèo đấy, người cha nghèo đấy. Mà người cha nghèo của ông là trưởng một à một Hawaii của trưởng bang Hawaii của Mỹ về uh, ngành giáo dục đúng không ạ? Tư duy kiến thức rất là uyên bác luôn. Nhưng mà sao ạ cái tư duy về kinh doanh, tư duy về tư duy về tiền thì rất là nghèo nàn. Thế nên ông về già ông vẫn sống một cuộc sống rất là thiếu thốn của cái vật chất và thiếu thốn luôn cả tinh thần luôn thế nên đa triệu phủ đô la mới gọi bố của mình bố ruột của mình là người bố à, bố nghèo đó người cha nghèo vậy thì người cha nghèo đã nói là gì ạ à, thất bại phải kiếm công việc ổn định còn kinh doanh thì phải quá thất bại cho nên là đa triệu phủ đô la robert kiyosaki nhìn thấy cái khuôn mẫu của bố mình như thế à, nhìn thấy những cái lời nói, nghe thấy những cái lời nói của bố mình như thế. Bản thân ông đã phải trải qua quá trình như thế luôn trải nghiệm như thế luôn thế nên ông đã gì ạ ông đã suốt cuộc đời của ông đến năm 56 tuổi bắt đầu kinh doanh từ rất là sớm nhưng mà đến năm 56 tuổi ông mới đạt được mốc là một triệu phú đô la bởi vì cái thế giới bên trong của ông cái hệ thống niềm tin cái thế giới quan của ông đã tin là phải thành công thì phải có thất bại mà thất bại phải đến rất là nhiều rất là nhiều thì lúc đó mới có thành công à, cho nên là khi mình đang tập trung vào gì tập trung vào điều gì thì điều đó đến tập trung vào thất bại thì thất bại này đến thất bại nó cứ đến liên tục liên tục để cho chúng ta liên tục liên tục à tiêu hao rất là nhiều thứ thì sau đó mình mới có kết quả là thành công đúng không ạ? Thế nên là ở cái tư duy tích cực thì nó sẽ mang hai cái nội dung mang hai cái ý nghĩa hai cái trường phái một là thành công hai là thất bại theo anh chị em mình như Vương vừa mới chia sẻ đấy để cho mình lựa chọn thì thường người thành công thì họ thể lựa chọn cả hai nhưng mà không bao giờ có hai cái trường phái cùng một lúc một là tích cực hai là tiêu cực mà họ sẽ lựa chọn một là hai cái trường phái đều là tích cực đúng không ạ và luôn luôn lựa chọn cái sự thành công luôn luôn lựa chọn hạnh phúc vừa thành công vừa hạnh phúc vừa tự do về tài chính vừa tự do trong tâm hồn chứ không bao giờ là lựa chọn có tiền mà mà bất thành không bao giờ lựa chọn có tiền mà không có sức khỏe không bao giờ đúng không ạ đó, khi mình đọc sách của những người thành công việt đại thì mình hiểu rất là rõ luôn à, thế nên là ở những cái tư duy tích cực ấy thì nó chỉ có hỗ trợ cho mình có một cái tinh thần lạc quan hơn mà thôi nhưng để cho mình có dữ liệu dữ liệu cho tâm tiềm thức của mình cho não bộ của mình để thu hút đến cho mình những cái kết quả tương xứng với mục tiêu của mình thì buộc lòng chúng ta cần phải tập trung vào những tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình đúng không ạ chúng ta cần phải tập trung vào tư duy hỗ trợ cho sự giàu có của mình. đó. còn nếu như mà mình cứ à, tin tưởng vào những cái tư duy của ngày xưa, chúng ta cứ neo vào đó thì ngay lập tức cái con đường thành công của mình nó chưa dễ dàng. bởi vì để mà thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi niềm tin thì nó chưa dễ chút nào cả. đúng không ạ? tốc độ bạn thay đổi suy nghĩ, tốc độ bạn thay đổi niềm tin chính là băng cái tốc độ thành công của bạn. cho nên là chúng ta hãy lựa chọn cái suy nghĩ nào hướng tới mục tiêu của mình lựa chọn cái tư duy nào hỗ trợ cho sự thành công của mình thì chúng ta lựa chọn được không ạ thay vì mình nói là ta về ta tắm ao ta thì mình nói là phải gì phải vươn xa ra phải cuộc sống nên là một chuyến phiêu lưu cuộc sống nên là một sự đơm hoa kết trái mị mạn đúng không ạ đừng bao giờ tập trung vào những cái chi tiết tiểu tiết vun vặt mà hãy tập trung vào một cái bức tranh tổng quan bức tranh lớn tầm nhìn lớn suy nghĩ lớn Được không ạ đó rồi thay vì mình nói là thất bại là mẹ của thành công thì bây giờ mình nói là thành công nuôi dưỡng thành công Được không ạ hay không ạ đó thay vì mình nói là làm việc chăm chỉ vất vả mới có tiền thì bây giờ chúng ta nói là làm việc nhàn nhã thành thơi có nhiều tiền à chúng ta thấy thi chung ạ thì đang nào cũng là một tư duy. Thì chúng ta lựa chọn những cái tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình, đưa thẳng những cái dữ liệu đó vào cái kho lưu trữ của mình luôn cho nó an toàn. Đúng không ạ? Mắc mớ gì mình phải đưa trong cái kho dữ liệu à cái ngân hàng lưu trữ của mình những cái dữ liệu chưa được tích cực. Chúng ta đừng đừng bao giờ lựa chọn những cái điều đó ha. Thế nên là à thế nên là chúng ta hãy hãy ra quyết định chúng ta lựa chọn tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình mà thôi đó chúng ta hãy lựa chọn tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình còn nếu như mà bây giờ nếu như ngày xưa mà phương cứ tính vào cái câu nói là bởi vì phương rất là ngày xưa phương rất là thích sưu tầm phương rất là thích đọc những cái câu ca giao tục ngữ ấy. nên những cái câu ca giao tục ngữ mà từ nhỏ tới lớn là phương nhớ rất là lâu đó và những câu ca giao tục ngữ thì như lúc này phương vừa mới chia sẻ đấy ta về ta tắm áo ta dù trong dù đục áo nhà vẫn hơn đúng không ạ thì nếu như mà mình giỏi giỏi mà ở thôn xóm phương xã làng thì cũng ai biết đâu đúng không ạ không ai biết đến mình đâu mình giỏi là cả thị trường phải biết đến mình đúng không ạ giống như bây giờ đây khi mà nói đến à, tỷ phú Elon Musk thì à, gì ạ tất cả thế giới tám tỷ dân ai cũng biết đó mới gọi là giỏi đúng không ạ thì chính à, chúng ta cũng thế mình cần phải cho mình một cái điểm để mình bứt phá cần phải cho mình một một cơ hội để mình bứt phá mình nỗ lực để mình có cái sự thành công đúng không ạ đó rồi à, ví dụ như là có cái tư duy như thế này tích cực như thế này 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 cái gì à con vua thì lại làm vua. Con sai ở chùa thì quyết là đa. Đúng không ạ? Đó, những cái tư duy đó thì nó làm cho mình mất hết niềm tin. Đúng không ạ? Mình không đủ năng lực. Đó, bởi vì sao ạ? Mình không đủ, à, không có mối quan hệ, không có sự hiểu biết, không có tư duy. Thì nên an phần, thì nên cấm phần. À, con vua thì lại làm vua thôi. Đó, mình thường nghe đấy à, con xài ở chua thì quyển là đa hoặc là hoặc là có cái tư duy tích cực hơn chút nữa là trời sinh voi ăn sinh cỏ chúng ta thấy không ạ những cái tư duy đó nó đúng với thời điểm ngày xưa thôi chứ hiện tại bây giờ nền kinh tế hiện tại bây giờ không đúng nữa rồi nó chỉ là rất là tích cực thôi còn để hỗ trợ cho sự thành công giàu có thì chúng ta cần phải chuyển hóa nó lại thành những cái tư duy tích cực những cái tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có cho mình luôn hả À, chúng ta cần phải chuyển đổi hoàn toàn. Cần phải chuyển đổi đúng không ạ? Cần phải thay thế, cần phải gỡ bỏ đi tất cả, gỡ bỏ đi tất cả những cái tư duy cũ ngày xưa trong tâm trí của mình để mình thiết lập, để mình cài đặt lên hệ thống niềm tin Được. những cái tư duy tốt nhất cho bản thân mình hỗ trợ cho sự thành công giàu có nó nhanh hơn. Anh chị em chúng ta đồng ý với phương không ạ? Nếu như đồng ý thì chúng ta comment cho phương là rất tuyệt vời. chúng ta đồng ý thì chúng ta comment cho Phương là rất tuyệt vời nha. Ừ. Việc của chúng ta tại thời điểm bây giờ là cần phải phân biệt được đâu là tư duy tích cực. Liệt kê ra những cái tư duy tích cực, những cái câu nói tục ngữ ca giao từ người xưa, hò về từ người xưa. Mà những cái gì mà mình nhớ ấy, mình liệt kê ra, sau đó mình gạch bỏ đi. Mình chuyển lại thành những tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình. Đó là bài tập lên cho toàn thể anh chị em mình ha. Đó. vậy thì để mà à, chúng ta quản lý được cái tài chính cá nhân của mình tốt bởi vì à, cái kết quả của mình con số tài chính với mình lợi nhuận đến với mình những cái lý do vì sao chúng ta chưa thành công lớn về tài chính đều liên quan đến gì đến tư duy sử dụng tiền và trong cái tư duy sử dụng tiền ấy thì nó có cái à, nó có cái kỹ năng quản lý tài chính của mình tức là mình quản lý tiền của mình đúng không ạ đó à, những cái kỹ năng đó những cái niềm tin đó chúng ta đã được lập trình từ ngày xưa rồi đã được lập trình trong quá khứ luôn rồi thế nên là ngày hôm nay chúng ta thay đổi lại thay đổi hoàn toàn gỡ bỏ đi toàn bộ những cái lập trình cũ của mình những cái tư duy cũ những cái kết quả cũ chúng ta loại bỏ đi, gỡ bỏ đi, giống như chúng ta đang dùng một chiếc máy tính. Máy tính của mình, mình bảo là lý do vì sao? Dạo này nó chạy chưa được nhanh, chưa được mướt. Lý do bởi vì sao ở trong máy tính của mình dùng quá lâu rồi, những cái phần mềm nó quá cũ rồi, đúng không ạ? Mình lưu trừ những cái phần mềm nó lâu quá rồi, nó lâu quá nó lỗi thời rồi. Bây giờ mình hãy gì ạ? Hãy gỡ đi. Mình hãy làm mới lại cơ thể của mình cũng thế, tâm trí não bù của mình cũng thế. Ngày xưa chúng ta được neo rất là nhiều tư duy, neo rất là nhiều, được lập trình rất là nhiều cả hệ thống niềm tin, cả một chuỗi trong đó, cả một kho dữ liệu 95% ở trong đó. Thế nên ngày ngày hôm nay trở đi về sau, chúng ta hãy tham gia vào môi trường của mình để mình từng ngày một, từng ngày một gỡ bỏ đi tất cả những cái tư duy cũ, niềm tin cũ, lập trình của chúng ta từ ngày xưa gỡ hết. Đúng không ạ? Gỡ hết, rủ hết để chúng ta làm mới. Cái kho lưu trữ là tiềm thức của mình. đó Anh chị em chúng ta thấy à, tuyệt vời không ạ? Anh chị em mình thấy tuyệt vời, chúng ta comment cho Phương là rất tuyệt vời. Làm sao để chúng ta gỡ đây? Làm sao để chúng ta à, loại bỏ đây? rất là dễ rất là dễ như phương nói đây đấy chúng ta vào môi trường của mình vào đúng nơi rồi học tập thôi ra tâm ra sức quyết định thôi đúng không ạ đó và à ở cái tư duy thật ở cái tư duy mà lúc nãy phương nhìn thấy doanh nhân mình Mỹ lan chia sẻ cho mình nhé, là thất bại là mẹ của thành công ấy, nó chỉ là một cái quá trình thôi nó chỉ là một cái chu trình lặp đi lặp lại mà thôi đúng không ạ do thiếu năng lực do thiếu sự hiểu biết do thiếu thông tin do thiếu sự định hướng mà chúng ta phải lặp đi lặp lại cái thất bại mà thôi chứ nếu như mình có đủ thông tin đủ kiến thức đủ tư duy đủ tầm nhìn đủ mối quan hệ thì không bao giờ có một cái chu trình đó xảy ra đúng không ạ nhưng mà không sao cả mình học lòng biết ơn rồi mình biết rồi tất cả mọi việc đến để giúp cho mình thành công hơn đúng không ạ à, mình nhìn tất cả mọi sự vật sự việc đến với cuộc đời của mình với một cái ánh nhìn tích cực nhất với một cái à À, góc nhìn tích cực nhất đó là đến để giúp cho mình hoàn thiện hơn, giúp cho mình biết được rằng là thất bại bởi vì mình thiếu kiến thức, thì thiếu cái gì thì mình phải bổ sung cái đó, thiếu mối quan hệ thì mình phải bổ sung mối quan hệ, thiếu môi trường thì mình cần tìm kiếm môi trường, đúng không ạ? Thiếu tiền thì mình cần phải học kỹ năng kỹ thuật, học những quy luật về tiền, đó, tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng đừng bao giờ tham gia với một cái tâm lý là chơi để không bị thua tí nữa phương chia sẻ cho chúng ta những cái cấp độ của nhà đầu tư đó, mà chúng ta được chia sẻ trong cái quyển sách tại sao chúng tôi muốn bàn giao của đa triệu phú đô la T, à, Robert Kiyosaki và tỷ phú bạc đô trump Trung, đó, đúng không ạ? Rồi như vậy là việc của mình là gỡ bỏ tất cả những cái tư duy tích cực À, Gỡ bỏ những cái tư duy tích cực chuyển nó thành tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình à, và biến tất cả những cái tư duy đó thành tư duy hành động nếu như chúng ta chuyển đổi ngon lành rồi nhưng mà chúng ta không hành động thì xem như tích cực hay là thành công thì nó cũng giống nhau mà thôi đúng không ạ một khi mà mình đã chuyển đổi được rồi thì mình hãy chuyển đổi nó thành tư duy hành động luôn hành động như thể đã xảy ra rồi hành động như thế sẽ đã xảy ra rồi. Phương ví dù như uh, tại thời điểm bây giờ chúng uh, mình nói là gì ạ? Mình là một nhà lãnh đạo. Mặc dù hiện tại bây giờ mình chưa phải là một nhà lãnh đạo cấp độ năm, bởi vì một nhà lãnh đạo cấp độ năm thì uh, họ có những cái yếu tố rất là tuyệt vời. Một trong những cái đức tính, một trong những cái tố chất đó chính là kỷ luật. À, một cái đức tính tuyệt vời nhất để tạo nên một lãnh đạo cấp độ năm đó là kỷ luật làm gương nhất quán đúng không ạ đó thì bây giờ hành động của chúng ta là sao ạ là kỷ luật nghiêm túc kỷ luật học đúng giờ vào dung đúng giờ ghi chép đúng nói là phải làm nhất quán đúng không ạ làm gương một tấm gương sáng để cho con mình nói theo đó từ từ từng bước mình là tấm gương sáng ha bây giờ sáng cửa nào thì do cái đức tính kỷ luật của mình quyết định thế nên là à, chúng ta sống như thế đã xảy ra rồi bây giờ mình sống như thế là mình là một lãnh đạo cấp độ năm rồi thế nên mình cần phải chỉnh chu nhất quán từ việc nhỏ đến việc lớn mình cần phải làm gương đó mình cần phải là gì ạ kỷ luật để mình tạo kết quả bởi vì kỷ luật mới giúp cho chúng ta có kết quả đó. kỷ luật thép thì chúng ta có một cái tinh thần thép chúng ta có một cái thành công vô cùng vô cùng tuyệt vời đúng không ạ rồi đó là một cái tư duy À, đó là một cái tư duy mà chúng ta cần phải phân biệt là tư duy tích cực và tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình. Thì bây giờ tất cả anh chị em chúng ta ở trong phòng chung hiện tại bây giờ à, chúng ta đã à, rõ à, chúng ta đã phân biệt được cái tư duy tích cực và tư duy hỗ trợ cho sự thành công giàu có của mình chưa ạ? Bởi vì đây chính là cái lý do, cái nguyên nhân mà do chúng ta đâu đó chúng ta chưa phân biệt được thế nên là cái kết quả của mình nó đang còn nhầm lẫn nó đang còn à, chưa lớn đến với mình thì nên là đó là cái tư duy thứ ba mà anh chị em chúng ta được phương hôm qua phương chia sẻ hai rồi bây giờ đây là cái tư duy thứ ba nếu như chúng ta hiểu rồi chúng ta phân biệt được rồi thì chúng ta comment cho phương là đã hiểu rồi phương mời anh chị em mình ủng ta Rồi, đã hiểu. Rất là tuyệt vời ha. Phương cảm ơn rất là nhiều đến toàn thì anh chém mình. À, bây giờ chúng ta đi tiếp một cái tư duy nữa. Mà cái tư duy này Phương cảm thấy rất là tâm đắc. Quá là tâm đắc luôn. Đó là tư duy trả cho mình trước. À, tư duy trả cho mình trước. Chúng ta ghi nha. Tư duy trả cho mình trước. theo anh chị em chúng ta tư duy trả cho mình trước có nghĩa là như thế nào anh chị em chúng ta có thể comment ở phương chat để mình cùng với phương mình à giao lưu ha tư duy trả cho mình trước có nghĩa là như thế nào ạ trả cho mình đẹp lên trước mua cho mình những bộ trang phục đẹp tư duy trả cho mình trước nghĩa là thế nào ạ ngày xưa phương cứ nghĩ là trả cho mình trước có nghĩa là khi có lương về khi có lời nhuận từ công việc kinh doanh của mình về ngay lập tức mình đi mua đi tiêu xài rồi bàn rồi tất cả những người mình yêu thương đi là mình chiêu đại đúng không ạ mình ăn mình uống mình liên hoan rồi mình mua mình mua sắm tất cả những cái thứ mà mình muốn mình thích đó là mình cứ nghĩ à, mình thích thôi và mình làm như thế là mình nghĩ là đó là trả cho mình trước rồi không biết là anh chị em chúng ta có cái tư duy có cái suy nghĩ giống như phương ngày xưa hay không chúng ta có có suy nghĩ như thế không ạ à có à ha? chắc chắn rồi rồi như vậy thì tư duy trả cho mình trước có nghĩa là nếu như nếu mình mà kiếm được tiền ha à, mình chi tiêu mình kiếm được tiền mình chi tiêu mặc dù mình chi tiêu ví dụ như mình mua áo quần thì đương nhiên là áo quần mình mặc rồi rồi mình mua gì ạ mình mua túi sách mình mua mình, à, tất cả những cái đồ dùng mà mình thích tự nhiên tất nhiên là mình sử dụng hoặc là mình mua đồ ăn thức uống thì cái đó là mình sử dụng rồi đúng không nhưng rõ ràng rõ ràng là tiền của mình từ trong túi của mình đi sang túi người khác cái điều đó là rất là rõ luôn nè à? và tiền của mình sang túi người khác từ túi mình sang túi người khác có nghĩa là mình nghèo đi và người khác giàu lên đúng không ạ à mình nghèo đi và người khác giàu lên bởi vì mình mua áo mua quần mình về mình mặc rồi mình treo trong tủ à thích là mua có những bộ đồ mình mua mình có mặc còn một lần thôi à đúng không ạ mình thấy sao mình thấy à, hài giá nữa mình mua càng nhiều nữa mặc dù không mặc mặc dù không mặc nhưng thích là vẫn cứ mua đó đó là cái tư duy trả cho mình trước đúng không đơn đơn giản phương phương chia sẻ với chúng ta phân tích với chúng ta rất là kỹ cái tư duy này để cho chúng ta có được một cái sự thay đổi hả và sao nữa tiền tư túy của mình đi sang túy người khác là người khác giàu lên còn mình nghèo đi hả thế nên là à, robert kiyosaki ông gọi đó là gì ạ chi tiêu của mình là thu nhập của người khác à đa triệu phú đô la Robert Kiyosaki gọi đó chính là chi tiêu của mình là thu nhập của người khác vậy thì mình chi tiêu thì mình nghèo đi người khác có thu nhập thì họ giàu lên đúng không ạ à, thế nên là chúng ta bây giờ mình à, mình phân tích thêm một cái điểm này nữa này mình mình xem thử đúng không này có phải là ngày xưa mình làm việc từ thứ hai đến thứ bảy không ạ mình chỉ có một tuần mình chỉ có nghỉ một ngày thôi một tuần mình nghỉ một ngày thôi, đó là ngày Chủ nhật. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta nghỉ một tuần hai ngày. Lý do vì sao? Theo anh chị em chúng ta lý do vì sao? Chúng ta có thể comment giúp Phương được không ạ? Theo anh chị em chúng ta lý do vì sao chúng ta nghỉ một tuần hai buổi, à hai hôm, thứ bảy và Chủ nhật. Mà ngày xưa mình nghỉ có được một hôm thôi. chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi không ạ à này chỉ lê tâm là để tiêu tiền à mà chân điên là để có người tiêu tiền nhiều để có thời gian tiêu tiền chính xác luôn đó đúng rồi để cho chúng ta tiêu tiền tiêu đô la <laughs> rất là tuyệt vời luôn đúng chính xác luôn nào đó thì bởi vì sao ạ? bởi vì nền kinh tế của chúng ta được điều tiết bởi những nhà tài phiệt và họ sẽ nghiên cứu thị trường. Nếu như mình đi làm từ thứ hai đến thứ bảy thì thời gian đâu để cho con người tiêu dùng đây. Và nếu như mà cứ đi làm cất tiền giữ tiền thì à, tất cả các cái hoạt động, tất cả các hoạt động bộ máy quần quay của xã hội nó sẽ bị ngưng trệ đúng không ạ? Tất cả các hoạt động kinh doanh nó sẽ gì ạ? Tất cả những hoạt động kinh doanh đều là hiệu ứng domino. Nếu như mình đi làm từ thứ hai đến thứ bảy à làm kiếm tiền một tuần đến sáu ngày mà tiêu tiền chỉ có một ngày đi chưa cái dòng tiền nó chưa được lưu thông liên tục thế nên là mới nghiên cứu cho chúng ta nghỉ hai ngày ngày xưa vẫn cứ nghĩ là chắc là chờ à, mình không có đảm bảo sức khỏe nên giải quyết mình được nghỉ hai ngày nhưng mà thực sự khi mình học ấy mình học mình nghiên cứu à, mình đọc những thông tin những kiến thức về kinh tế thì mình mới biết được rằng là à, Bởi vì những cái hai cái lý do vừa rồi Anh chị em mình comment đấy Rất chính xác tuyệt đối luôn à, Chúng ta nghỉ hai ngày tha hồ mua sắm Đúng không ạ Tha hồ đưa tiền của chúng ta vào lưu thông Nên kinh tế của chúng ta lại trở nên sôi động hơn à, Nên kinh tế trở nên sôi động hơn à, Thế nên là sao ạ À Nhưng mà phương thể như thế là hợp lý Anh chị em mình thấy hợp lý không ạ Bởi vì mình đang sống trong một cái nền kinh tế Cần phải được có sự sôi đồng Đúng không ạ? Số đồng hàng hóa lưu thông, công việc của chúng ta cũng được lưu thông. Thế nên quan trọng đấy là chúng ta cần phải nếu như mình thiếu thì mình cần phải gia tăng khả năng kiếm tiền của mình lên chứ không phải là mình sống về khả năng, đúng không ạ? Mình phải hiểu rằng là chi phí của mình là thu nhập của người khác. Mình phải hiểu được cái tư duy đó để mình gì ạ? Mình có cái tư duy sử dụng tiền cho nó hợp lý, hợp lý với cái dòng tiền về với mình. Đó, mình cần phải À mình cần phải gì ạ? Một đồng của mình chi ra thì mình cần phải biết được là phải có hàng trăm đồng cộng về với mình, quay trở lại với mình, đúng không ạ? Nếu như một đồng mình chi ra mà không bao giờ quay trở lại thì đó chính là chi tiêu rồi, đó chính là tiêu sản rồi. Còn nếu như mình một đồng chi ra mà cái một đồng chi ra của mình nó biến thành à biến thành hàng trăm đồng hàng ngàn đồng quay trở về với mình. À, hoặc là nó nhân lên gấp 10 lần 20 lần quay trở về với mình thì đó chính là trả cho mình giàu lên trước đúng không ạ đó chính đó mới đúng là trả cho mình giàu lên trước vậy thì trả cho mình giàu lên trước có nghĩa là một đồng tiền mình chia ra là phải đảm bảo là 10 đồng tiền cộng về hoặc là 100 đồng tiền cộng về với mình tiền nó phải quay trở lại với mình thì mới gọi là trả cho mình giàu lên trước à và phương có hướng dẫn cho anh chị em mình là một cái phương pháp đó là mình phải bỏ quỹ tự do tài chính bởi vì cái quỹ tự do tài chính đó để mình đầu tư gia tăng tài sản mang tên của mình đúng không ạ? đó thì à khi mình hiểu được thì mình mới biết được rằng là, là gì ạ? mình mới biết được rằng là à bây giờ mình cần phải xem lại xem thử là mình phải liệt kê xem thử trong cả cái khoản thu nhập của mình có bao nhiêu khoản mình đi trả cho người khác giàu lên trong cả cái khoản thu nhập của mình hàng tháng ấy, thì có bao nhiêu khoản mình trả cho người khác giàu lên và có bao nhiêu khoản mình trả cho mình giàu lên. Đúng không ạ? Ví dụ như à, vô tình chúng ta lang thang ở trên TikTok, chúng ta thấy hiện tại bây giờ TikTok bán hàng rất là rẻ bởi vì là sao ạ? Nguồn hàng tần, tần nhà sản xuất luôn rồi. Ở thế nên là à, rất là bắt mắt, à, rất là kích thích cái bản năng tiêu dùng của mình nên lâu đó chúng ta không kiểm soát được cái suy nghĩ là chúng ta mua hàng đúng không ạ? Ờ, bản năng tiêu xài đó và thường con người của mình ấy, khi mà hết tiền khi mà thiếu tiền khi mà ít tiền á là sẽ chi tiêu ít lại đúng không ạ? Sẽ suy nghĩ sẽ đắn đo đó sẽ nên cái mua cái này hay là không nên mua cái này đó sẽ bắt đầu là trì hoãn cái thói quen mua sắm của mình lại đã nhưng có một thực tế là khi mà thu nhập của mình tăng lên cao ấy thì ngay lập tức cái khả năng cái bản năng à, cái bản năng của à, con người của mình là mua sắm tiêu xài nó là trội dày. đó chính vì thế làm cho mình là gì ạ kiếm rất là nhiều tiền nhưng rốt cuộc là không thể tiền đâu đúng không ạ làm ra rất là nhiều tiền nhưng mà không thể tiền đâu đó thế nên là chúng ta cần phải ra soát lại tất cả các cái khoản thu nhập của mình có bao nhiêu là khoản mình đầu tư cho mình giàu lên trước có bao nhiêu khoản là mình đầu tư cho người khác giàu lên à? À, theo anh chị em chúng ta à đầu tư giàu cho mình giàu lên trước như lúc này phương vừa mới chia sẻ là một đồng tiền mình cộng ra phải có à, đưa đồng một đồng tiền mình chi ra phải có à, quay trở về với mình cho dù nhiều hay cho dù ít nhưng nó vẫn có quay trở về với mình miễn là chúng ta đừng để con số của mình là ra đi mà mãi không bao giờ trở về là được ha đó chính là đầu tư cho chị bản thân mình vậy thì bây giờ theo anh chị em chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta cần đầu tư đầu tư cho mình giàu lên trước tại cho mình giàu lên trước là chúng ta đầu tư vào cái gì à theo anh chị em mình ha khoản như thế nào gọi là đầu tư trả cho mình trước theo bản thân phương hả khi phương làm khi phương làm việc với cường độ cao để mình tạo ra nhiều dòng thu nhập thì mình mình phương mới ngộ ra được một cái triết lý phương mới ngộ ra được một cái bài học đó chính là mình cần phải đầu tư cho thông tin anh chị em chúng ta thấy phương nói đúng không ạ anh chị em chúng ta có đồng quan điểm với phương không ạ mình cần À, ở đây có ban ngọc lan đầu tư cho sức khỏe đầu tư cho kiến thức đầu tư cho mối quan hệ rất là tuyệt vời luôn nè à? chính xác luôn đó đầu tư à, việc đầu tiên mà phương à, sẽ trích ra phương sẽ làm sau khi phương à, kinh doanh phương làm việc cường độ cao phương để cho không có kết quả lớn hơn nữa, nữa đó là một trong những tư duy đầu tiên một triết lý đầu tiên là gì ạ mình phải trả tiền để mình mua thông tin bởi vì à bởi vì cái thông tin nó cực kỳ là quan trọng đúng không ạ mà thông tin ở bên ngoài rất là nhiều chúng ta không mất tiền mua thì đó là thông tin rác thông tin chưa chuẩn còn để thông tin có chất lượng ấy, thông tin chất lượng để giúp cho mình có được cái sự đột phá trong cái dòng tài chính của mình ấy, là những cái thông tin chất lượng mà thông tin chất lượng thì không bao giờ mình có được cái thông tin chất lượng nếu như mình không có mối quan hệ chất lượng, mình không có, mình không phải chi trả cái tiền để mình mua thông tin chất lượng ha, mình cần phải trả tiền để mình mua thông tin đó, bởi vì thời đại hiện tại bây giờ ai không có thông tin là thua, đúng không ạ? Thời đại hiện tại bây giờ không phải như thời đại ngày xưa nữa cá lớn nuốt cá bé nữa. Mà hiện tại bây giờ nền kinh tế của chúng ta hiện tại bây giờ là người có thông tin nhanh thắng người có thông tin chậm và người không có thông tin thì thua người có thông tin. Đúng không ạ? Bởi vì nền kinh tế 4.0 là nền kinh tế thông tin mà, phi không gian, phi thời gian mà. đúng không ạ? Thế nên là kinh tế à, thông tin nó cực kỳ là quan trọng luôn. À, thông tin nó cực kỳ là quan trọng. Vâng ví dụ như ha à chúng ta có một cái sản phẩm một cái dịch vụ khi chúng ta biết được là chu kỳ sống của một sản phẩm dịch vụ thì nó phải trải qua là bao nhiêu cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hình thành. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển. Thứ ba là bảo à bùng nổ, thứ tư là gì ạ? thoái trào thứ năm là bảo hòa đó chính là năm giai đoạn của chu kỳ sống của một sản phẩm dịch vụ nếu như trong năm cái giai đoạn này mình là người không có thông tin thì chắc chắn rồi mình sẽ vào cái giai đoạn thoái trào và bảo hòa bởi vì cái giai đoạn thoái trào và giai đoạn bảo hòa là cái giai đoạn là cả toàn dân ai cũng biết thông tin thông tin đài bảo, rầm rộ giống như là à, hai năm vừa rồi là thông tin kinh doanh buôn bán bất động sản đấy, đúng không ai cũng biết cả ngay kể cả những à, những cô chủ nông dân cùng buôn bán bất động sản cùng lượt sóng bất động sản ngay kể cả cán bộ công nhân viên chức à, không chuyên binh bất động sản cùng bán bất động sản cũng mua bán bất động sản đúng không ạ à, những anh grab cũng mua bán bất động sản đó bởi vì sao ạ bởi vì cái thông tin đó nó xuất hiện ở khắp mọi trang báo, khắp mọi thông tin, thông tin đài báo, thông tin người này qua người khác. Vậy thì theo anh chị em chúng ta cái thông tin đó có giúp cho mình có sự thành công không ạ? Không hả? À. Bởi vì thông tin đó không phải là cơ hội. Thông tin là phải là cơ hội. Và thông tin chất lượng mới gọi là thông tin cơ hội. Vậy thì nếu như mình nắm chắc được cái chu kỳ sống sản phẩm dịch vụ, mình có được những cái thông tin chính xác, thì mình đi vào cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hình thành giai đoạn phát triển mình có một cái sản phẩm dịch vụ nào đó hoặc là ở một cái mảnh đất nào đó đang sốt lên thì mình có mối quan hệ chất lượng lớn mình có thông tin thì mình đẩy dòng tiền của mình vào cái giai đoạn hình thành đúng không ạ hình thành xây dựng một cái sân bay hoặc hình thành xây dựng một cái à, một cái dự án công trình khoa học nào đó mình có tiền mình đẩy vào ngay từ cái giai đoạn đầu tư giai đoạn hình thành đầu tiên giai đoạn phát triển thì đến cái giai đoạn bùng nổ là tất cả những người thành công giàu có họ đã dịch chuyển trong tiền họ đi rồi họ đi sang một lĩnh vực khác rồi còn là những người không có thông tin thì họ đi vào cái giai đoạn thoái trào và giai đoạn bạo hòa thế nên là à, chúng ta thấy nhà đầu tư đài tài người giàu nhất thế giới đó chính là à bác qua đến buffet phép đúng không bác chỉ có việc là ngồi học tập nghiên cứu tất cả những cái dòng chảy tất cả những cái dòng tin của thế giới đổ về đâu và bác nghiên cứu và bác dịch chuyển dòng tin của bác đi về đó đúng không ạ bởi vì sao bởi vì có thông tin nghiên cứu để có thông tin chứ nếu như mà mình không có thông tin thì xem như là mình có cơ hội để mình bứt phá được đâu đúng không ạ giống hiện tại bây giờ à, hôm bữa trước ở cái chương trình buổi trưa đấy chúng ta được À nghe người thầy vị đà của mình chia sẻ cho mình một cái thông tin rất là tuyệt vời. Đó là gì ạ? Hiện tại bây giờ nếu như anh chị em mình muốn có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì chúng ta cần phải kinh doanh, đúng không? Không phải mình làm một công việc ổn định, công việc ổn định chỉ là tạm thời thôi, chỉ là ngắn hạn thôi, còn mình cần phải xây dựng cho mình một hoạt động kinh doanh. Đó. Và để xây dựng được một hoạt động kinh doanh thì mình cần phải có cộng đồng. Bởi vì nếu như mình không có cộng đồng tức là mình không có tệp khách hàng không có khách hàng thì không có buôn bán kinh doanh gì được ấy tất, đúng không ạ? Cho nên là gì ở đây kinh doanh không phải lừa lừa chọn sản phẩm nào mà mình kinh doanh mình phải lựa chọn cái mối quan hệ đúng không ạ? Mình lựa chọn đồng hành cùng với ai, mình lựa chọn kinh doanh cùng với ai, đi cùng với ai. Thì bởi vì cái việc mình định vị mình đi cùng với ai mối quan hệ ai là người đó là người giúp cho mình có được cái sự thành công. Đó là một cái thông tin rất là tuyệt vời mà mình à may mắn mình biết đến để mình có sự chuẩn bị đúng không mình có sự chuẩn bị cho mình cộng đồng Đó. thế như nếu như ngày hôm nay phương chia sẻ với anh chị em mình cái môi trường câu lạc bộ tư duy trong kinh doanh của chúng ta là một sân chơi là một câu lạc bộ tạo nên một cái sân chơi cho anh chị em mình cộng đồng của câu lạc bộ tư duy trong kinh doanh của chúng ta à, hỗ trợ giúp cho chúng ta xây dựng cộng đồng dựa trên thể mạnh win win thế anh chị em chúng ta có lời thế không ạ chúng ta có nắm bắt cơ hội không ạ chúng ta có sẵn sàng nắm bắt cơ hội để cho mình xây dựng một cộng đồng không? Bởi vì nếu như mình từ mình xây dựng cộng đồng thì không bao giờ từ mình xây dựng được. Mà xây dựng cộng đồng, xây dựng một tập thể thì cần phải có sức mạnh của tập thể, sức mạnh của cộng đồng, sức mạnh liên thông của nhiều trí tuệ. Đúng không ạ? Trí tuệ ưu tú, nó phải trí tuệ bình thường thì mới xây dựng được một cộng đồng. Thế nên đó là một trong những thông tin rất là chất lượng mà hôm nay Phương chia sẻ với chúng ta để cho chúng ta nắm bắt ha. Đó. vậy thì quay trở lại mình cần phải trả tiền để mình mua thông tin vậy thì anh chị anh chúng ta trả bao nhiêu tiền giá để mình có được những thông tin chân lượng là với giá như thế nào nó là vô giá đúng không ạ nó là vô giá bởi vì có thông tin thì mình có thành công có thông tin thì mình có vì thế đúng không ạ mình có vì thế vì thế ở đây có nghĩa là gì ạ à mình sẽ đứng một cái tầng lớp cao hơn đúng không ạ mình sẽ đứng một cái tầng lớp sâu hơn để mình tiến đến cái sự thành công nó nhanh hơn Giống như việc mình nói là ở gần mặt trời thì nóng hơn đấy. Đúng không? Ở gần những người thành công để mình có thông tin thì mình có sự thành công nó nhanh hơn. Đúng không ạ? Có rất là nhiều anh chị em cứ nghĩ là vào môi trường đọc sách của mình chỉ có đọc sách đơn thuần thôi. Thế nên là mình bỏ qua cơ hội được bạn mình chia sẻ. Nhưng thực sự khi mình hé mở, mình mở lòng, mình đón nhận cơ hội, à mình cứ đọc sách. Đọc sách thì mình diễn mình được đón nhận rất là nhiều cái kiến thức không những đọc sách để mình phân tích những cái kiến thức trong sách mà mình được chia sẻ rất tổng hợp kiến thức thế nên môi trường của chúng ta là môi trường phát triển một cách toàn diện toàn diện tâm thân trí của mình à, anh chị em mình có thấy tuyệt vời không ạ thế nên là mình cần phải đầu tư thông tin để mình à có được một cái vị thế trong cuộc sống mình có vị thế thì mình mới có được một gì ạ có một cái sự thành công lớn còn nếu như mình là người không có vì thế thì đồng nghĩa với việc là mình không có thông tin không có kiến thức không có kinh nghiệm không có trải nghiệm thì không bao giờ có sự thành công đúng không ạ thành công trong sức khỏe thành công trong mối à, trong à, quan hệ gia đình vợ chồng con cái đối tác hàng xóm láng giềng không có thông tin không có kiến thức chúng ta không có sự thành công về tài chính Vậy nên là gì ạ? Chúng ta không trở thành ai hết. Không biết mình là ai cũng không biết ai là mình luôn. Được không ạ? Cho nên mình chỉ cần đầu tư thời gian để mình nắm bắt thông tin kinh tế. Mình cho mình một cái cơ hội để mình đưa mình vào dòng chảy của thị trường, của nền kinh tế, của kho tàng vô tận. Đó là tri thức thôi thì chúng ta sẽ có được tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Đó. Mới một cái tư duy thôi ha. Mới một cái tư duy là trả cho mình trước thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy không? Phương phân tích với chúng ta rất là sâu. Rất là sâu để cho chúng ta biết được rằng là mình hiện tại bây giờ mình cần cái gì này. Bởi vì Phương nói rồi, chúng ta chỉ có ba cái chiến lược thôi để giúp cho mình chinh phục mọi cái mục tiêu. Với một cái chiến lược gia tăng cái tư duy của mình lên thôi nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều cái chiến thuật ở trong đó nó có rất là nhiều những cái chiến lược nhỏ ở trong đó đúng không ạ đó đó là gì ạ đó là chúng ta cũng... mua thông tin nha đầu tư gia tăng sự hiểu biết của mình bằng cách là mình mua thông tin rồi gì nữa rồi là con gì nữa thế nên là tất cả những những người bạn của phương ấy, những người bạn những cái mối quan hệ đang hợp tác đang kinh doanh cùng với phương nghệ phương chia sẻ rất là nhiều đúng không cần phải nắm bắt thông tin bởi vì hiện tại bây giờ không có thông tin thì chúng ta cũng không chưa gì để chúng ta có được cái sự thành công đâu, đó đúng không ạ? Đó. Thế nên là gì ạ? À không có tư duy trong đầu tư kinh doanh. Nếu như anh chị em chúng ta, gì không có phát triển các cái mối quan hệ chất lượng. Nếu như chúng ta không có à, tư duy trong đầu tư kinh doanh, à, chúng ta có bán được bao nhiêu hàng đi chăng nữa, chúng ta là best seller bán hàng, chúng ta có kinh doanh cùng quy mô, chúng ta có tăng trưởng bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nhưng sao ạ kinh doanh là không phải là điểm cuối cùng của một người giàu à, phương, phương phương chia sẻ một cái một cái kiến thức rất là tuyệt vời luôn hả kinh doanh không phải là một điểm cuối cùng của một người giàu đúng không ạ bởi vì kinh doanh chỉ là một cái phương tiền mà thôi kinh doanh chỉ là một phương tiện thôi Thế nên nếu như anh chị em nào nghĩ hiện tại bây giờ mình là người kinh doanh giỏi, mình là người kiếm ra rất là nhiều tiền, nhưng Phương xin thưa với toàn thể anh chị em chúng ta, Phương xin phép được chia sẻ với chúng ta. Đó là à, mình kiếm được, nếu như mình kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Nhưng chúng ta cũng lập làm một quy trình thôi, đó là mình trả lại cho thị trường mà thôi. Có phải là mình kiếm tiền rồi mình chi tiêu, rồi là hết tiền là kiếm tiền rồi là chi tiêu đúng không ạ đó là cái vòng chơi vòng chơi trong vòng chơi rắt rây, vòng chơi của người chưa giàu ở trong cái bộ game card for lâu bộ chơi cơ tỷ phú mà đa triệu phú đô la t à, robert Kiyosaki à việt nên sáng tạo nên để cho những người dân ở đất nước mỹ được học tập được phát triển được rèn luyện đấy đó cái vòng chơi ở bên trong là vòng chơi rắt rây, vòng chơi của người chưa giàu ngon chơi của người chơi giàu mình chỉ có kiếm tiền thật nhiều vào rồi lại tiếp tục đưa dòng tiền đó vào gì ạ, vào thị trường rất là nhanh mà thôi có nghĩa là nếu như mà mình kiếm nhiều tiền à, mà tư duy trí tuệ mình không đủ thì ngay lập tức cái dòng tiền đó nó được chạy vào túi người khác nó được đưa vào thị trường và thị trường là gì ạ thị trường lại đổ về cho những người đủ khả năng đủ năng lực mà thôi còn mình năng lực không đủ năng lực quản lý thì ngay lập tức nó trôi đi thôi thế nên chúng ta mới biết được rằng là À, trong tất cả những mối quan hệ của mình có rất là nhiều người thành công nhưng mà cái sự thành công đó nó không dài hạn đúng không ạ à, mở mắt thì chúng ta thấy họ rất là giàu nhưng vài tháng sau gặp lại vài năm sau gặp lại không thấy cái sự giàu có đâu nữa cả đúng không ạ giống như những cái câu chuyện trong quyển sách người giàu như thành bá bi lón đấy đó cái anh Đa đi ba sô đấy là người là người làm yên ngừa đúng không ạ à, kiếm tiền rất là nhiều những chi tiêu hoang phí ngay lập tức trở thành nô lệ luôn trở thành nô lệ và phải trốn khỏi cái xứ sở Babylon đi làm nô lệ luôn. À, nhưng bởi vì sao? Bởi vì sau đó anh cũng trở thành người tự do. Bởi vì anh là người mang trong mình một dòng máu tự do. Cho nên là đã là dòng máu tự do, đã là người tự do, đã là người mà khát khao sự thành công thì chắc chắn nơi vũ trụ sẽ cho mình có cơ hội để mình quay trở lại. Giống như là cái nhiệt kế của mình, nhiệt kế của mình đã xây dựng con số hàng tỷ, thì nếu như mình kiếm ra hàng tỷ rồi mình không có khả năng năng lực mình quản lý cái số tỷ đó mà mình làm nó mất đi thì chắc chắn chúng ta sẽ có cách để mình kiếm lại đúng chính xác con số hàng tỷ bởi vì năng lực của chúng ta là kiếm ra tiền hàng tỷ nên chúng ta kiếm lại hàng tỷ đúng không ạ đó thế nên là giờ chính vì thế chúng ta hãy hãy đầu tư cho cái việc học tập của mình học gì đọc gì nghe gì thì tất cả những cái cái điều đó chúng ta vào dung chúng ta xây dựng mối quan hệ chúng ta không vào dùng để nâng cao cái vị thế của mình lên ha đó đó là cái tư duy trong kinh doanh đó chính là cái tư duy trong kinh doanh rất là tuyệt vời luôn đó thì anh chị em chúng ta thấy không ạ những cái người kinh doanh họ rất là giàu họ kinh doanh họ rất là giàu bởi vì sao bởi vì họ có tư duy sử dụng tiền họ biến tất cả những cái dòng tiền họ kinh doanh kiếm ra được họ dùng những cái dòng tiền đó họ đẩy vào đẩy vào gì ạ đẩy vào đầu tư họ đẩy vào đầu tư để gia tăng tài sản và tài sản thì càng để lâu càng tăng giá đúng không ạ tài sản càng để lâu càng tăng giá càng càng gì càng, càng càng có nhiều giá trị vậy thì tài sản của chúng ta thì có rất là nhiều loại tài sản đúng không tài sản thì có rất là nhiều loại tài sản ví dụ như tài sản về thương hiệu ví dụ như tài sản về thông tin tài sản về mối quan hệ tài sản về sức khỏe tài sản về kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống có rất là nhiều loại tài sản thì nên là một cái loại tài sản đầu tiên mà lúc nãy phương vừa mới chia sẻ anh chị em mình chúng ta cần phải đầu tư để mình có cái tài sản đó đó chính là thông tin vậy thì đầu tư thông tin rồi thì sao ạ tiếp tục chúng ta lại tiếp tục đầu tư tiếp đầu tư tiếp đúng không ạ đầu tư tiếp cái gì ạ à đầu tư để mình có kinh nghiệm đầu tư để mình có những kinh nghiệm à, có cái kinh nghiệm trong kinh doanh bởi vì tất cả những à, những cái bài học mà chúng ta ngộ được, chúng ta trải nghiệm được trong cuộc sống ấy, chúng ta đúc rút được đều phải trả giá bằng tiền. Hay nói đúng hơn là những cái sai lầm hay những cái quyết định của mình được trả giá bằng tiền, đúng không ạ? Đó, đó chính là cái kinh nghiệm đấy. Thì bây giờ chúng ta đầu tư để chúng ta mua cái kinh nghiệm. Bây giờ là có hai cách. Một là mình sẽ mua bằng tiền, à mua kinh nghiệm của người khác bằng tiền. Đó. Hai là gì ạ? Mình phải Hay là mình phải gì ạ Mình phải mua bằng thời gian Mua bằng tuổi trẻ của mình à, Mua bằng thời gian bằng tuổi trẻ Có phải là Anh chị em chúng ta ngồi ở đây Tất cả chúng ta đang ở đây ha? Có rất là nhiều anh chị em Chúng ta đã phải làm việc Phải kinh doanh Có một công việc làm việc và kinh doanh Phải đâu đó Hiện tại bây giờ cũng tầm 10 năm đến 15 đến 20 năm rồi ha? Thì chúng ta phải bỏ ra 10 năm, 20 năm thì chúng ta mới có những cái kiến thức trong cái lĩnh vực mình đang làm. Đúng không ạ? Đó, đó là mình am tường trong cái lĩnh vực mình đang làm phải trải qua 10 năm, 20 năm, thậm chí còn xa hơn nữa thì chúng ta mới có được cái kiến thức kinh nghiệm đó. đó thế nếu như nếu hiện tại bây giờ ha, à, mình mới bước chân vào mình kinh doanh mà mình gì ạ? Mình chi tiền của mình ra để mình mình đi kinh doanh thì ngay lập tức mình chưa dễ để mình thành công vậy thì cách tốt nhất là mình lựa chọn đi mình mua thông tin mình mua mối quan hệ đúng không ạ mình mua luôn cái gì ạ mua luôn cái cơ hội để mình làm việc mình kinh doanh cho nó đảm bảo đúng không ạ mà câu hỏi đặt ra là ai bán cho chúng ta đây à ai bán cho chúng ta đây đúng không ạ à ai bán cho chính anh chị em mình đây à, lý do vì sao phương nói là mình không đầu tư mình mua cái mối quan hệ thì chắc chắn mình sẽ tại giá bằng tiền, tại giá bằng tuổi trẻ, tại giá bằng thời gian. Phương Ví dù như ha, Ví dụ như mình mua một cái kinh nghiệm trong một cái lĩnh vực nào đó, mình hoặc là một cái kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó, thì thương chúng ta nhìn thấy không ạ, thương tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ chúng ta, những anh chị em chủ tịch hoặc và đặc biệt là người thầy bị đa của chúng ta đấy muốn biết được nên kinh tế thị trường, nên kinh tế của thế giới à diễn biến như thế nào, những cái thương nhân kinh tế của thế giới À, kinh doanh ngh nghề lĩnh vực gì à, họ hoạt động ra làm sao thì cần phải gì ạ bỏ tiền ra để đi du lịch thế giới để để mình khám phá để mình tìm hiểu để mình quan sát nền kinh tế đúng không ạ người ta nhìn thấy thầy của chúng ta đi liên tục liên tục à, đi pháp đi châu âu đi mỹ đi tất cả các đất nước tất cả các đất nước phát triển để mình nghiên cứu dòng chảy nền kinh tế các hoạt động của các thương nhân kinh tế để mình học tập mình phát triển đó là chúng ta đang bỏ tiền ra để chúng ta mua những cái thông tin những cái kiến thức những cái trải nghiệm đúng không ạ đó hoặc ví dụ như à, hôm nay phương chia ví dụ như ở trong dung của mình có bạn dân nhân trẻ mít mỹ, mỹ Lang hiện tại bây giờ 21 tuổi có phải là bạn đã mua bạn đã mua cái thời gian của cha giàu lê đức và mẹ giàu hoàng phương đúng không ạ hiện tại bây giờ phương năm nay là 41 tuổi à em mỹ Lang thì 21 tuổi thì có phải là em Mỹ Lan đã mua cái kinh nghiệm của Phương trong 20 năm không ạ? Đúng không? Và mua luôn cái kinh nghiệm của cha giàu Lê Đức là 27 năm. Đó. Bản thân Phương phải trải qua 20 năm để mình có những cái kinh nghiệm, có những cái trải nghiệm thất bại có, thua lỗ có, thành công có. Thì đúc rút lại để cho mình có được những kiến thức, những cái công thức. Rồi em Mỹ Lan có gì ạ? Có những cái trải nghiệm chưa? Chưa có. Đúng không? Là một cái sinh, là một sinh viên. Đó mới 21 tuổi bây giờ gia nhập vào được vào môi trường câu lạc bộ của mình được học luôn quá tinh 20 năm mình không cần phải bỏ cái thời gian 20 năm mình được học luôn học luôn 27 năm của cha giàu lê đất luôn thì đó chính là gì ạ đó chính là mình đang có một cái sự đầu tư rất là thông minh đúng không ạ thay vì mình phải bỏ ra 20 năm nữa để mình có những cái bài học, giống như hiện tại bây giờ phương chia sẻ giống như cha giàu định hướng chia sẻ cho tất cả mọi người thì thay vì thế thì gì ạ mình đầu tư vào mình học luôn đầu tư ở đây là đầu tư cái gì đầu tư thời gian của mình nghiêm túc cái thái độ học tập nghiêm túc của mình thôi đúng không ạ mình ghi mình chép mình ứng dụng nghiêm túc để mình có kết quả vậy là chúng ta đã tiết kiệm được thời gian tuổi trẻ của mình rồi đó chỉ là một cái đầu tư xíu lời nhuận luôn rồi à anh chị em chúng ta thấy đầu tư thông minh không ạ rồi thêm một cái sự đầu tư nữa đó là mình cần phải đầu tư cho sức khỏe của mình bởi vì nếu như mình à, không có sức khỏe thì chúng ta không làm bất cứ được một cái điều gì cả cái này thì ai cũng rất là rõ ai cũng hiểu rất là hiểu biết đúng không ạ bởi vì cơ thể của mình là một cỗ máy in tiền và cỗ máy đó nó chạy suốt cuộc đời luôn nó chạy đến 80 năm 90 năm một cuộc đời 100 năm cuộc đời nhưng mà cái cỗ máy đó chưa bao giờ được cái sự quan tâm chăm sóc chỉnh chu từng tế bào Thế hiện tại bây giờ chúng ta cần phải chăm sóc cho sức khỏe của mình nha đó, mình cần phải chăm sóc cho sức khỏe của mình để mình gì ạ để mình à, làm cho cái cỗ máy in tiền của mình nó trơn tru, nó hanh thông liên tục liên tục in tiền cho mình Đó, hôm nay Phương rất là khỏe bởi vì Phương đầu tư cho sức khỏe của mình bằng cái chế độ ăn uống hợp lý à, đúng không ạ à cái có một cái bộ môn chơi hoạt động ngoài trời Bố môn thể thao ngoài trời tennis để mình hoạt động mình cho cơ thể mình có một quá trình trao đổi chất nó tốt hơn rồi uống những cái thức uống uống những cái món thức ăn thức uống nó tốt cho cái tế bào của mình thì lúc đó mình mới có sức khỏe mình mới làm việc cường độ cao mình mới có nhiều dòng thu nhập đúng không ạ đó thì có nhiều anh chị em bảo là uống mẹ cho hoàng phương đỉnh bốn người con không thuê không thuê người giúp việc mà một mình mình vừa công việc kinh doanh Vừa gia đình vừa tất cả mọi thứ thế là ta sao làm được à, Thời gian đâu lại để làm Sức khỏe đâu để làm Làm được tất quan trọng là cái tư duy của mình thôi Quan trọng là cái kế hoạch của mình thôi Đúng không ạ Chúng ta có sức khỏe chúng ta làm được tất à, Thế nên là à, bao nhiêu trong số anh chị em Chúng ta lựa chọn con đường giống như Phương Đầu tư cho thông tin, đầu tư cho mối quan hệ Đầu tư cho sức khỏe Đầu tư cho sự trải nghiệm của mình Thì chúng ta comment là tôi tuyệt vời quá ha chúng ta lựa chọn sự đầu tư thông minh nhất ha đó ví dụ như đợt vừa rồi đấy tất cả anh chị em chúng ta cũng đầu tư cho cái trải nghiệm của mình đó là mình đi du lịch cùng với liên minh câu lạc bộ chúng ta đi du lịch để mình gì ạ à? mình thay đổi trường năng lượng đó mình học tập cùng với tất cả những thương nhân kinh tế cùng với tất cả những người thành công có những câu chuyện thành công đó mình thay đổi hình ảnh cảm xúc bên trong của mình để mình có được những cái thành tựu những kết quả lớn hơn ở đó là mình đang đầu tư để mình có những cái trải nghiệm đó hoặc ví dụ như à, cái tháng tư khi mà cái tháng tư 2022 nha hai à, phương đi ngay khi mà dịch được mở cửa à, thì phương đi du lịch cùng với à, câu lạc bộ chúng ta đó là đi du lịch dubai thì chính cái chuyến du lịch đi du lịch dubai đó bản thân mình bước chân ra thế giới thì mình mới biết được là à thế giới phát triển cực kỳ mạnh luôn thế giới phát triển cực kỳ là nhanh luôn À, nếu như mình không phát triển nhanh thì mình là gì ạ là một người bị xã hội bị nền kinh tế đào thải cho nên là mình cảm thấy à gì ạ? mình mình cảm thấy là ơ thì tại sao là đất nước Dubai là một cái đất nước toàn là sa mạc à, toàn là sa mạc và mình cứ nghĩ là gì ạ à, đất nước Dubai chắc là có lẽ họ giàu lên bởi vì bởi vì dầu mỏ ngày xưa phương cứ nghĩ là đất nước dubai phương đọc thông tin này phương thấy dubai là đất nước giàu vì giàu mỏ ấy. nhưng mà khi mình nghiên cứu lại thì mình mới biết đặt là à giàu mỏ thì nó đã can kiệt từ năm 70 rồi Rau mỏ của đất nước dubai nó đã can kiệt từ năm 70 rồi những cái giếng dầu được khoan được được lấy thì nó đã can rồi can từ năm 70. nhưng mà sao ạ khi mình nghiên cứu mình được trải nghiệm mình được chứng 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 kiến được mình trải nghiệm trên cái đất nước thành công giàu có đó thì mình mới biết được rằng là một cái quốc gia rất là hùng cường rất là phát triển với một cái tầm nhìn rất là lớn của ông vua Dubai đó chính là đất nước họ giàu lên không phải bởi vì giàu mà đất nước họ giàu lên bởi vì du lịch bởi vì họ có một cái chế độ du lịch rất là tuyệt vời bởi vì họ có cảng biển à bởi vì họ có cảng đúng không ạ họ có tài chính họ giàu lên bởi vì họ tài kinh doanh về tài chính họ cảng biển họ du lịch họ phối hợp tất cả những cái thứ đó mới giúp cho đất nước họ phát triển hung cương vững mạnh chứ không phải là họ giàu lên bởi vì gì bởi vì giàu nhưng mà bởi chính bản thân mình có một quá trình trải nghiệm như thế thì mình mới biết được là a à, cái tư duy trả cho mình trước đó chính là gì mình cần phải đầu tư cho bản thân mình có những cái trải nghiệm bởi vì chính những cái trải nghiệm chính những cái lời nói những cái hình ảnh mới giúp cho mình hình thành nên được một cái thế giới quan nó giúp cho mình có kết quả bởi vì như chúng ta biết đấy ngày xưa mình được hình thành nên thế giới quan của mình từ lời nói từ khuôn mẫu từ trải nghiệm trong quá khứ của mình cho nên ngày hôm nay mình có kết quả như chưa mình mong muốn vậy thì mình muốn tương lai mình có kết quả khác thì mình cần phải đầu tư lại lời nói để mình nghe lời nói mới đúng không ạ mình đầu tư lại cái hình ảnh để mình xem mỗi ngày đó mình đầu tư là cái trải nghiệm của mình là trải nghiệm mới để cho não bộ của mình là Góc rễ của người thành công mới thì chúng ta mới có cái kết quả mới đúng không ạ đó. nên mình đầu tư thông tin đầu tư kiến thức đầu tư mối quan hệ đầu tư sức khỏe tất cả những cái sự đầu tư đó là chúng ta cần phải đầu tư à chúng ta cần phải đầu tư bởi vì sao ạ bởi vì phương nhớ một cái câu nói rất là rất là nổi tiếng của Tị phú lý gia thành à tỷ phú lý gia thanh thì ông có nói là nếu hiện tại bây giờ nếu như mà bạn có nghèo hoặc bạn có khổ hoặc là bạn có ăn mì tôm hoặc là bạn có đi xe cộng đồng đi chăng nữa nhưng bạn à, hoặc là cho dù hiện tại bây giờ bạn kiếm được nhiều tiền hay bạn kiếm được ít tiền đi bao nhiêu chăng nữa nhưng bạn cũng cần phải có một nguồn một dòng tiền riêng một nguồn đầu tư riêng để mình bạn đầu tư cho mối quan hệ bạn đầu tư cho mối quan hệ để mời người giàu một mời người thành công đi ăn đi uống à đi ăn đi uống đó là cái tư duy câu nói mà tỷ phú lý gia thành chia sẻ à, tỷ phú lý gia thành đã xây dựng một cái đất nước singapore từ một cái đất nước rất là lê thuộc đất nước đất nước trực thuộc của malaysia đúng không ạ nhưng mà sau khi tách ra thì bạc lý gia thành đã làm cho đất nước singapore trở thành một cái đất nước quá là một hòn ngọc của biển đông luôn đất nước quá là phát triển À, thế thì à, câu chuyện là quay trở lại câu chuyện của bác Lý Gia Thành là Minh cần phải đầu tư cho mối quan hệ. Thì bây giờ chúng ta nghe một câu chuyện của gì ạ? của à, nhà đầu tư đài tài, đó là gì ạ? người giàu nhất hành tinh, đó là à bà Warren Buffett. Bà Warren Buffett năm 2019 đầu tư một để được đi ăn cùng bà Warren Buffett, Minh cần phải đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ thì mình mới có được một cái bữa ăn trưa cùng với bác Warren Buffett. Nhưng mà sao ạ? Đến năm 2020 không còn ở con số 5 tỷ nữa mà là lên con số 19 à không phải là con số 5 triệu đô la Mỹ mà lên đến là con số 19 triệu đô la Mỹ. Chúng ta thấy không ạ? Bởi vì cái mối quan hệ đó không phải là một bữa ăn mà đi đi ăn cùng với là tỷ phú nhà đầu tư đại tài là bà qua Warren Buffett để làm gì? Để mình mua được những cái thông tin, để mình mua được cái kinh nghiệm, để mình mua được một con đường thành công, mua chiến lược thành công, đúng không ạ? À, giống như bản thân của à, Phương, bản thân của tất cả những anh chị em trưởng nhóm ấy, mình kết giao mình xây dựng, mình làm việc nghiêm túc để để mình mua được một cái niềm tin từ người thầy vĩ đại của mình khi một khi mà mình đã có thầy đã mình đã có một cái niềm tin thầy đã cho mình một cái niềm tin thì sao thầy đã chỉ cho mình một con đường một chiến lược để cho mình thành công hơn đó có phải là ngày hôm nay anh chị em chúng ta nếu như mình xây dựng được một mối quan mối quan hệ chất lượng với chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta thì chúng ta sẽ có được những cái sự định hướng định hướng trong nghề nghiệp định hướng trong phát triển kiến thức phát triển giá trị nội tại của mình lên rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ đó à, thế nên là môi trường của mình là môi trường phi lợi nhuận, không có phí. Miệng là chúng ta vào dùng, chúng ta học tập nghiêm túc, là chúng ta có đủ niềm tin thì mình ứng dụng có kết quả rất là tốt. ứng ừ, dụng kết quả tốt thì ngay lập tức chúng ta sẽ gì ạ? À, có được cái sự tính nghiêm, có được cái sự lựa chọn, đúng không ạ? Có sự lựa chọn trong công việc kinh doanh, trong hợp đồng, trong đối tác, à, rất là tuyệt vời. Thế nên Phương rất là nhớ cái câu chuyện mà đi ăn cùng bà qua lên buffet đúng không ạ mình cũng có một cái ước mơ có một cái mục tiêu là một ngày nào đó mình phát triển nhanh đúng không mình bùng nổ nhanh rồi mình được có một cái bữa ăn ngồi cùng ăn với bà qua đơn buffet. thế nên khi mà phương chơi cái trò chơi game cắt Follow, ấy, chơi cơ tỷ phú đấy ước mơ của bạn là gì phương đặt ước mơ của phương ngay tại cái thời điểm được ăn với tổng thống à cái ước mơ của mình ấy, được ăn uống với tổng thống được đi ăn cùng với tổng thống bởi vì mình biết được cái giá trị đi ăn cùng người giàu kết giao cùng với người giàu là mình có được cái gì ạ? được những cái thông tin những cái kiến thức những cái sự định hướng giúp cho mình giàu lên thế nên là à, người giàu với người nghèo thì họ khác xa nhau về cái tư duy đúng không ạ họ khác xa nhau về tư duy rất là khác luôn Phương ví dụ như hả à, cùng là người thành công à cũng là người giàu cũng là người người nghèo đi hả à. à người nghèo ở đây là nghèo về kiến thức nghèo về thông tin nghèo về tư duy hả à. nghèo về sự hiểu biết đấy nghèo về sức khỏe nghèo về mối quan hệ thì bây giờ là người giàu thì họ cũng có một công việc để kiếm tiền. Còn người chưa giàu, mình nói tránh nha, người chưa giàu thì họ cũng có một công việc kiếm tiền. Cả hai đều có công việc để kiếm tiền như nhau. Nhưng với người giàu thì sau cái bước kiếm tiền được ấy, thì họ đầu tư trả cho mình giàu lên trước. Họ sẽ đầu tư trả cho mình giàu lên trước như lúc này tới giờ Phương phân tích đấy. đó Còn người chưa giàu thì sau khi kiếm được tiền họ ngay lập tức đi mang cái số tiền đó đi tiêu xài, đi tiêu xài thoải mái, làm cho người khác giàu lên. Đó, đó là cái tư duy sử dụng tiền đấy. Còn ở cái bước thứ ba nữa là người giàu sau khi họ đầu tư trả cho mình trước thì họ sẽ bắt đầu tiêu xài. Nhưng mà họ tiêu xài là sao ạ? Họ trong một cái một cái gì ạ? một cái nguyên tắc đó là họ sẽ tích ra một phần mười ở trong số tổng tài sản tổng thu nhập đó để họ trả cho họ họ chi tiêu nhưng mà họ cũng trả cho họ giàu lên tiếp tục gia tăng tài sản đó là họ chi tiêu trong một khoản nhất định mà thôi trong khoảng một phần trăm mà thôi đó họ đầu tư để họ đầu tư cho những cái chuyến trải nghiệm những cái chuyến du lịch họ đầu tư những cái bữa ăn những cái bữa uống để cùng với những người thành công giàu có để họ có những mối quan hệ thông tin chất lượng đó đó là cái cách tiêu xài của người giàu hoặc là họ mua những cái bộ đồ những bộ trang phục thương hiệu để giúp cho họ có được cái vị thế giúp cho họ có được những cái à, hình ảnh đẹp trong mắt của đối tác mình nhưng mà ngược lại với người chưa giàu khi mà họ tiêu xài xong rồi ấy thì họ sẽ tích ra một phần nhỏ là họ để tiết kiệm tiết kiệm ở đây không phải là để đầu tư mà tiết kiệm ở đây để để làm gì ạ à? để đề phòng những cái rủi ro, đề phòng những cái biến cố, đề phòng những cái khó khăn trong cuộc sống nó ập đến bất ngờ với mình. để mình đưa ra mình chi tiêu, mình trang trải. Đó, thế nên chúng ta thấy không ạ? Khi mà người người chưa giàu thì càng ngày càng chưa giàu nhiều lên. Bởi vì họ đang tập trung vào những cái điều họ không muốn. Muốn giàu có, muốn thành công nhưng lại tập trung vào. Tập trung vào gì ạ? Tập trung vào những cái rủi ro, tập trung vào những cái biến cố. Thế nên những cái biến cố, những cái rủi ro trong cuộc sống nó cứ ập đến liên tục thì hỏi lý do tại sao là à mình không muốn thế mà nó cuộc sống của mình nó cứ diễn ra như thế đúng không ạ à, thế nên anh chị em chúng ta thấy ha thấy người giàu thì họ càng ngày càng giàu lên bởi vì cái tư duy của họ khác xa tư duy của người chưa giàu à, buổi sáng chúng ta đang đọc cái quyển sách bí mật tư duy triều phú à, chúng ta thấy à, hay không ạ tư duy triều phú lúc sáng chúng ta đọc là cái tư duy triều phú số số 11 À, tư duy triệu phủ số 11 đó là gì ạ? Người giàu muốn được trả công theo kết quả, người nghèo trả công theo thời gian. À và gì nữa? Và một cái tư duy nữa là một cái tư duy của người giàu nữa đó là gì ạ? Người giàu thì chủ trọng vào tổng tài sản, còn người nghèo thì chủ trọng vào thu nhập từ việc làm. Đó. thế nên là chung quy lại mình muốn thành công giàu có thì mình cần phải học thôi học chiến lược của phương chia đưa ra cho chúng ta đó học ba cái chiến lược ha một là gia tăng tư duy mình lên hai là học hiểu thấu hiểu am hiểu am tường tất cả những cái quy luật tâm thức mình tất cả những cái quy luật bất biến của vũ trụ để mình ứng dụng mình làm đúng quy luật để mình xử lý vấn đề của cuộc sống của mình từ gốc rễ và thứ ba là gia tăng các cái kỹ năng của mình lên mà kỹ năng đó là những kỹ năng kiếm tiền năng lực kiếm tiền rồi à, như vậy thì tối hôm nay vương à, à, chia sẻ với chúng ta à, thêm những cái tư duy để cho anh chị em chúng ta có được những cái chiến lược để cho mình có sự đông, có được cái động lực có niềm tin có được một cái sự quyết tâm quyết trí để mình đi tiếp con đường phát triển tư duy thế giới quan bên trong của mình ha và còn à, còn có một cái mục nữa mục thứ năm nữa kìa lúc này là đầu tư rồi bây giờ có một cái mục nữa ví dụ như cái mục là chúng ta phải tối đa hóa tối đa hóa khả năng kiếm tiền của mình nữa đúng không ạ phải tối đa hóa phải gia tăng cái khả năng kiếm tiền của mình rồi nếu như mà hiện tại bây giờ anh chị em chúng ta mình đang có một hoạt động kinh doanh hoặc là mình đang có một công việc làm mới chỉ có được một dòng thu nhập thôi thì chúng ta cần phải gia tăng khả năng kiếm tiền của mình lên. Mình cần phải có thêm một trong hai dòng thu nhập nữa. Thì cuộc sống của mình nó mới đảm bảo được. Đúng không ạ? Mình mới chi tiêu, mình mới tiêu sai theo cái, theo cái sở thích của mình được. À, mình phải à, ngoài cái việc gia tăng thêm một cái hoạt động kinh doanh nào đó. Để giúp cho mình có thêm dòng thu nhập. Rồi mình làm gì nữa? Mình phải à, tối ưu, à gì ạ? Mình phải tối giản xuống cái mức minh nhất, mức thấp nhất về cái chi tiêu của mình mình phải kiểm soát được cái chi tiêu của mình đó rồi đó là cái trường hợp thứ nhất còn nếu như trường hợp thứ hai những anh chị em chúng ta đã có được một cái số tiền dư giả ví dụ có 500, 700, 1 tỷ 100, 200, 300 gì đó mình đã có một cái số dư giả đó về tài chính rồi thì bước tiếp theo là chúng ta cần phải quản lý thật chặt quản lý thật chặt cái số tiền mình đã có mình biết ơn để mình giữ số tiền đó đúng không ạ mình giữ thật chặt mình quản lý thật chặt sau đó mình gia tăng tư duy của mình lên nhiều nữa đúng không ạ để mình làm gì để mình nhấn giống cái số tiền đó lên còn nếu như mình không gia tăng năng lực của mình không đủ cái giá trị nội tại của mình bên trong không đủ thì cái dòng tiền đó nó sẽ bị trôi xuống và dần dần nó sẽ tuột mất cho nên là tôi thử thử an toàn có dòng tiền rồi thì năng lực của chúng ta cần phải gì ạ gia tăng lên nữa để mình nhân phát triển cái dòng tiền của mình lên đó rồi gì ạ mình đầu tư đầu tư để mình phát triển cái số tiền đó lên à. rồi thêm một cái trường hợp nữa nếu hiện tại bây giờ anh chị em của chúng ta ở đây là mình có dư giả rồi mình thoải mái về của cái tiền bạc rồi mình cũng đầu tư à, các cái lĩnh vực rồi mình đầu tư một cách xanh sỏi rồi đúng không ạ mình là anh chị là sành sỏi cái đa cây đề rồi thì gì? mình cần phải nắm bắt cái dòng à, chạy của nền kinh tế hiện tại bây giờ để mình phân bổ cái dòng vốn của mình đúng không ạ mình phải phân bổ được cái dòng tiền cái nguồn tiền của mình mình phải luôn luôn đảm bảo được là cái sức khỏe về tài chính của mình đúng không ạ rồi à rất là tuyệt vời rồi như vậy thì tối hôm nay phương chia sẻ với anh chị em chúng ta à, một trong những cái chiến lược để giúp cho chúng ta gia tăng được, được trí tuệ của mình lên gia tăng được cái tư duy của mình lên để mình gì ạ khi anh chị em chúng ta gia tăng được trí tuệ mình lên thì gì ạ tiền tự động về với mình con số lợi nhuận nó tự động về với mình bởi vì tâm ở đâu thì tiền ở đó lý do vì sao mình học cái bộ công thức 30 ngày nhưng mà gì ạ ngoài những cái kiến thức trong bộ công thức của nguồn lực mình cần phải thì học để mình gia tăng cái bộ tư duy gốc rễ của mình bởi vì gốc rễ của mình như thế nào thì à của cải vật chất tổng tài sản của mình như thế đó Được không ạ thế nên là à, chúng ta cần phải gia tăng à gia tăng học tập phát triển mình lên mỗi ngày nhá đó thế nên là chúng ta như thế không ạ câu lạc bộ của chúng ta liên minh câu lạc bộ của chúng ta đã tạo cho chúng ta rất là nhiều cái chương trình học vừa rồi đã có một cái nhóm học tập và rèn luyện khám phá bí mật sự giàu có vào buổi trưa đấy đó tất cả những anh chị em khám phá bí mật sự giàu có trong nhóm rèn luyện chuẩn bị đợt này à, tiếp tục à, mình tham gia vào một cái chương trình chương trình rất là tuyệt vời à, diễn ra vào ngày chủ nhật à, ngày chủ nhật đó là chương trình đào tạo doanh nhân vị đại trường tồn bởi vì tất cả những kiến thức mà mình có được là mình cần phải học đúng không ạ đó mình cần phải à, học mỗi ngày nhưng mà học mà từ mình học mình mà học từ mình học bản của mình ngang hàng với mình thì làm sao mình thành công được mình phải học từ người thành công đúng không ạ đó, mình phải học từ người thành công, thế nên là à thế nên là gì? anh chị em chúng ta cần phải à, đặt cho mình một cái mục tiêu là mình cần phải đầu tư cho cái não bộ của mình liên tục liên tục, đừng bao giờ ngừng cái sự đầu tư đó. Rồi à rất là tuyệt vời, à, Phương à, cảm ơn đến toàn thể anh chị em mình đã cùng với Phương à, mình tham dự cái buổi dung tuổi ngày hôm nay. À, không biết anh chị em chúng ta ghi được kịp hay không nếu như mà à, chưa ghi kịp thì chúng ta yên tâm chúng ta có video ghi lại ha à, chu kỳ này phương sẽ ghi lại với anh chị em mình có những cái chu kỳ tiếp theo thì chắc có lẽ là mình không ghi nữa mình không ghi nữa 6 tháng sau phương phát lại thì phương sẽ ghi lại rồi rất là tuyệt vời rồi à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mình làm một quy trình đặt hàng vũ trụ được khi mình làm quy trình thì chúng ta cùng giải lao trong giây phút xin mời anh chị em mình giải lao trong giây phút ha trong một vài phút tới. À, chúng ta nghỉ ngơi giải trí trong uh, 5 phút ra. 22 giờ 30 là đúng 22 giờ 30 chúng ta làm quy trình.